Uống tí sữa cho đỡ sợ. Hy vọng là anh biết mình đang làm gì, Wick. Tôi đoán là người New York anh từng trải qua tình huống như vậy. Phải, một thành phố như một cuộc chiến trận vậy. King Kong, cái xấu đột biến. Cái tên Alex Casey cứ nổ súng hàng tuần. Nhưng này, tôi chưa bao giờ cầm súng vào cho tới khi vài ngày trước đây. Bố tôi cũng từng là một cảnh sát ở trước đó. Kể tôi khá nhiều chuyện. Giống như vậy, không không. Không đến mức đó. Giống như sách của anh ấy, Wick. Tôi thằng đùa với ông ấy rằng giống như Alex Casey. Cô đọc sách của tôi rồi à? Chắc rồi. Anh là một nhà văn giỏi. Tôi thấy có khá nhiều phép bệnh dụ ở trong sách của anh cái gì đó. Trước giờ chai nói vậy với tôi cả. Ta đang tới nhà máy phát điện. Thấy tòa nhà đang sáng đó chứ. Đó là con đập trên sông. Tôi không thể hạ cánh ở đây được. Tôi sẽ đổ xuống đường qua sông. Bám chặt vào. What the fuck? Không rồi. À, giải cứu đồng đội, giải cứu đồng đội. Đồng đội đâu rồi? Shit, mình bị lo cứu mình trước. Đồng đội cứu sau đi, lo cứu mình nữa. Mất hết shotgun rồi, mất hết pháo, mất hết sạch luôn rồi. Mày game này hay nhỉ. Mẹ dành dụng cho đá ra cuối cùng qua màn sau chẳng bao giờ cho dùng. Từ chương này qua chương khác, từ checkpoint này qua checkpoint khác, toàn phải đi lượm lại từ đầu không? Đi còn mực. Nghe mà cay cú không? What the... thì ra là bị kẹt bởi cái xe. Sao không chạy được? Thôi như vậy mà. Mắt này 20 cục pin, bây giờ còn có 4 cục pin. À đi còn mà. Này trong người một đống bom với lại một đống pin. Bây giờ còn lại gì? Hay lắm. Khẩu súng yêu thích. Gì ấy? Phải lựu đạn không? Không phải. Lại mạnh như ngày xưa. Trừ cái việc mình có bom ra chứ bây giờ mình mạnh lắm. Ba cái đài chuẩn bị phát tim nhám tiếp này. And here's a new song from a band that... Biết mà. Đội mình. Mình đang lo lắng về vấn đề bản quyền. Không vui nha. Sáu vô duyên lịch sự tính của các bạn trẻ ở địt còn mà. Thôi nhạc bản quyền, né xa khúc nhạc bản quyền này ra. Đạn gì ấy? Ủa, nãy giờ có shotgun mà quên. Làm tí cà phê chứ. Chương mấy đây rồi? Chương 6 chưa? Vẫn chương 5 mà, fuck mày lại.
Đây mà là game kinh dị à? Ok. Một bạn trẻ ngồi xem và cho hay. Nhà máy phát vẫn đang sáng trong đêm. Nó khá gần, nhưng tôi cần phải tìm đường tới đó. Chuẩn, con mực Tora Haru nó rất chuẩn. Mình sẽ mạnh hơn nếu như mình có mấy trái bom hồi nãy. Mấy trái lựu đạn này. Thì mấy cái pháo sáng này làm ăn gì? Ê, khoan 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 khoan. Tiếng thở của con bé kia kìa. Mình nghe tiếng thở lúc đầu mình sợ, bây giờ mình thích. Đó, mũi tên chỉ qua đây. Hay lắm bé ơi. Đấy, phải vậy chứ. Cho mình được một trái à? Thôi một trái cũng được rồi. Một trái này cũng mạnh rồi. Cảm ơn bé nhiều nhé bé. Bé thở thở. Mình đặt tên cho bé là bé thở thở. Ngu, ngu. Ồ không, nếu mà thằng này ngu mà mình ngu theo nó thì mình cũng ngu lắm. Mình sẽ đi đường vòng để qua lấy, ok. Mình vừa chửi nó ngu xong, mình không thể ngu như nó được. Rip. Ở đây, cà phê này. Mình lỡ tay xài mẹ cái khẩu, cái quả lựu đạn rồi. Thứ mạnh nhất của mình có. Sai lầm, thật là sai lầm. Trời đâu nha. Đây có cái gì đây? À đúng rồi, cái cam của mình là cam 30.000 mà. Nói chung người ta tiền nào của nấy, ok. Cam này ngày xưa là mình mua cho nó vui thôi. Mua về hồi đó là mình mua định treo mấy con mực thôi, hiểu không? Hồi đó mình định làm webcam, sau đó đeo mặt nạ và treo mấy con mực. Sau đó mình mới nhận ra là mình mua thành lộn, lúc đó mình không quan tâm đến chất lượng lắm. Mà sau khi này mình mới hối hận là mình mua cái webcam 30.000. Giờ về Đắk Lắk không có bán nữa. Mình đã hỏi khắp cái chỗ mình ở mà chẳng ai bán webcam cả. Người ta bảo là webcam tuyệt chủng rồi. Từ ngày mà Yahoo chết, Yahoo đóng cửa là coi như webcam cũng tuyệt chủng, ngừng bán luôn. Ở cái nơi nhỏ lẻ như chỗ mình, ok. Chọn mực hết hồn. Súng pháo sáng. Đạn pháo sáng, tốt lắm. À, được. Có ship về tận nhà không? Nếu ship về tận nhà thì mình mua. Uống miếng sữa cho đỡ sợ rồi. Chạy, chạy, chạy. Ê! Quá shit nữa. Mình đừng nó dừng lại chứ, nó có dừng lại đấy cơ. Đèn nó dừng mất rồi, alo, cửa nó không dừng lại được. Ngờ u nó phá lại biết. Hello Nguyên Hoàng Giang. À, bọn này hỗ trợ mình bằng ánh đèn này. Tốt, tốt, tốt. Đi dưới ánh đèn đi, cho nó phê phê. Chiếu từ từ thôi. Chiếu nhanh mới chạy tới đá được.
quách đen như cứt. Tượng đen này ngon lắm chứ. Mình tượng đen này nó vip giống như cái đen mình hay đứng. Hỗ trợ như cứt vậy. Hỗ trợ đàng hoàng coi. Thế kìa. Con như quỷ ấy. À. Rồi chạy lại, chạy lại. Điên nào mà vào, điên nào vào, điên nào vào. Đây mới là ánh sáng VIP, ok. Ánh sáng kia là ánh sáng của bắp. Đây mới là ánh sáng của đạn, ok. Mấy ánh sáng kia là tập nham lắm. Cái gì cũng đầy vậy. Nói chung mình nghĩ là mình nên tập xài đồ đi. Tại vì dành dụng cho lắm là tí cũng mất hết mà thôi. Oh shit, quân nó kéo đến rồi. Không 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 không. À, à. Mình đang cố gắng tiết kiệm. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches. Heaven. Thiên đường an toàn này. Cái mũi tên vàng này chưa bao giờ lừa mình cả. Mình sẽ tin nó. Safe Haven. Thiên đường của sự an toàn. Đứng yên đó. Bà Weaver, Cynthia. Ta là đồng minh. Chứng minh đi. Bà có biết Zane, Thomas Zane? Bà chính là quý bà ánh sáng trong bài hát đó. Bà có thể giúp chúng tôi. Suốt thời gian qua, chàng trai trẻ, tôi đã chờ anh từ rất lâu rồi. Quý bà ánh sáng đây. Đây là căn phòng ánh sáng. Xin lỗi. Thứ anh cần để đẩy lùi bóng đêm. Căn phòng ánh sáng cạnh chỗ con đập. Ta đã dựng nó lên để bảo vệ nó. Bà sẽ giúp tôi tìm Alice chứ? Sẽ đưa tôi trở lại chiếc cabin đó. Đi thôi, tôi sẽ gọi vài người bạn cùng chiếc trực thăng. Ta sẽ không ra ngoài. Không bao giờ vào buổi đêm. Đó là quy tắc số 1. Anh đã vi phạm nó chàng trai trẻ. Và nó sẽ bắt chúng ta ở đây chứ? Không, ta có một đường hầm bí mật. Con đường ánh sáng. Một ống nước cũ. Thứ gì đó đã bị phá hủy ở sân. May biến thế. Nguồn dự trữ đang cạn kiệt vì chập điện và đường ống sẽ mất điện. Cần ngắt nguồn điện ở đó. Để tôi đoán là bà muốn tôi làm đúng không? Chàng trai trẻ, anh là kẻ thích phá luật. Ta thì không thể ra ngoài giờ này được. Cầu dao hỏng ở ngoài đó. Ok. Mở cửa đi. Đúng là đại dịch zombie rồi. À, ở bên này. Cắt điện cho máy biến thế. Nguồn điện của bà này đang bị làm sao ta? Đang bị bị đó, nói chung là vậy. Mình phải đi sửa chữa chứ không mất hết điện mất. Mà đồng thế. 5 luật số 1 không bao giờ ra ngoài vào ban đêm. Tôi có thể nhìn thấy chiếc cầu dao. Giờ thì cần tìm đường tới đó. Gì vậy? Đúng rồi nè. Bấm lùi lùi cái đúng luôn kìa. Mình pro vãi. Bấm lùi lùi cái được luôn nè. What? Hello? À. Quý may mắn lần sau. Hợp lý chưa? Hợp cờ mờ nó lý rồi đấy. Gì vậy?
Luật số 2, luôn luôn bật điện. Ai thiết kế những thứ này? Chết mẹ rồi. Ơ! The transformer yard went dark and dead. Weaver's water bypass, it should now be good to go. Shit. Ô, đèn này tắt luôn rồi. Ý mẹ có đường tắt không? Không có rồi, phải chạy về lại à? Đùa nhau à? Đánh đường nhẹp chạy các anh ơi. Ít có mực mực đánh được không? Mày có đánh được không? Thằng máy cưa này kìa. Chạy. Nhanh, cẩn trương. À, bro vãi. Hello, bà chị. À, lộn nhầm, bà cô. Lối này chàng trai, theo ta. Đường ống đã trống trải rồi, ta đã sẵn sàng để đi rồi. Ờ, để pin ngon nè. Đây mới là để pin VIP. Từ từ. Hôi đồ của ba tí cái đã. Ba đừng có mà lừa thằng này. Biết là nhà thằng này, biết là ba này nhiều đồ lắm. Ba định lùa mình đi nhanh là sợ mình hôi đồ của ba đấy. Sao ba cứ vội thế nhỉ? Tư vội vàng cái gì? Đồ thì toàn đồ ngon không? Mình phá đảo xong là cái đống đồ này bà mà đâu được xài đó. Mình phá đảo xong là mình xóa game là bà này lại ngồi một mình tự kỷ. Bà này nên tật, bà này nên gọi là biết ơn thì mình đã sử dụng những cái món đồ trong nhà của bà. Tôi nguyền rủa anh, Thomas John, Thomas Jane gì đó. Lối này sẽ dẫn ta tới căn phòng anh sáng. Ok, tôi cần phải gọi vài người bạn của tôi về nơi chúng ta sẽ tới. Hello? Áo? Barry, chúng tôi đang tới chỗ con đập của một đường ống nước. Ta gặp nhau ở đó. Ok, tôi sẽ bảo Sarah. Sarah ở đó chứ? Không, cái khỉ gì thế này? Barry! We gotta go see if they're okay. Ta cần phải xem họ ổn không? Có thể họ đã chết. Anh cần tới căn phòng ánh sáng ngay. Không thời gian làm cho trò ngu ngốc không? Đó là bạn thân nhất của tôi. Thật quá là dại dột. Ta vẫn sẽ theo đường ống, gặp lại anh ở chỗ con đập. Nhảy xì tin vậy. Hai chân hai tay. Ít nhất là mình không phải lo lắng về bà ta, bởi vì bà ta biết cách giữ an toàn. Đồng đội đã hy sinh. Barry, cảnh sát Baker, Sarah. The crash site looked bad. Đồng thảm quá, nhưng có thể chắc chắn bên trong không có ai cả. Tốt, bên trong có ai là tốt. Đuốc sáng như vứt trả lại này. Đây, bọn nó đây. Barry? Này dương pháo à? Khô máu. Khô máu này. Khô máu.
Hay lắm các bạn trẻ. Thời gian mình nói trái bom đó là mạnh nhất mà. Anh biết đường nó Wake, chúng tôi thì luôn sẵn sàng như Butcher Cassidy. Từ trong này chắc chắn phải có đồ. Điện. Từ khi nào mà nhà phát hành game xây mấy cái nhà mà không có đồ vậy? Weaver will meet us at the dam. Nữa. Oh no! Oh no! Sao vậy? Thằng máy đâu rồi? Gì vậy? Hay lắm các đồng chí. Nữa. It's almost here, Wake. Just hold on. Hả? Chạy. Chạy em ơi, em gái ơi. Giờ để Minomax đó này. Đó, thật không? Đúng thật. Giờ để Minomax thằng này. Game ngày xưa mà nó có nhiều chi tiết hay thật. Thomas, Zane, seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Anh ta là có thật, Thomas Zane. Thomas Zane là ai thì chú ấy biết được. À, cái thằng mà mặc đồ lặn thì vậy. Thomas Zane là thằng mặc đồ lặn mà cái mũ sáng. What the hell? Mình phải giữ. Mình biết ngay mà mình mà phải giữ cái nút để mở cửa là cái gì bọn này cũng bỏ mình lại. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Oh shit. Điên nào lên đấy. Nhanh. Fuck. Chết rồi. Aha. Được rồi. You gotta be kidding me. Bản thảo của mình. Game này ngày xưa bọn nó nhà phát hành bỏ ra bao nhiêu tiền để làm cái game này đấy. Đến tận bây giờ chơi game này vẫn thấy rất là ấn tượng. Sao lần này chơi dữ vậy? Quả này khô máu mình à. Mẹ quả khô máu thật rồi. Đèn này chiếu ở đâu vậy? Ha. Xui cho bọn này là có cái đèn. Xui cho bọn này là mình có cái đèn ở đây. Chết mẹ, đèn sắp quá tải rồi. Ha ha.
Bước vào đây. Oh my god. Vậy đủ rồi, người sẽ không đi đâu hết. Shit. Dừng lại tại đây. Sao mồm mà nói vậy, bà lại mở đường cho mình. Chính bà mở đường cho mình luôn kìa. Mồm nói một đường nhưng mà người làm một nẻo. Bình tĩnh. Có gì từ đó. Có gì từ nói. Hết đường rồi. Câu chuyện này mới xảy ra, tại sao lại bà này lại dùng cái căn nhà ánh sáng này cả mấy năm rồi ta? Trong lúc bọn này ngồi nói chuyện, mình phải đi đái để bảo vệ thận kia. Lấy nó đi. Và sau đó tôi không phải lo lắng nữa. Bởi vì bóng số 6, 33, 118 sắp phải thay rồi. Tôi không muốn leo lên nữa vì đã từ rất lâu tôi cũng mệt mỏi rồi. Cô mang nó đi và tôi xong nhiệm vụ. Bà này, căn phòng ánh sáng là như vậy đấy. Một trang tự truyện, một kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Nhưng không phải tôi viết. Nó được viết bởi Thomas Zane. Không ai trong số họ còn xứng đáng được tồn tại. Alan khi 7 tuổi luôn phải chống chọi với ác mộng. Mỗi khi ngủ, cậu ta sớm thức giấc, la hét, ác mộng tràn ngập tâm trí. Và một đêm, mẹ cậu ta ngồi bên giường đưa cho cậu ta một chiếc công tắc đèn cũ. Bà ta gọi nó là clicker và bảo nó bật lên được những thứ phép thuật kỳ diệu có thể đuổi quái vật đi. Như một chiếc bùa hộ mệnh, bà ta nói nó được trao bởi cha của Alan. Alan không biết ông ta hay có bất kỳ ký ức gì về ông ấy. Với chiếc clicker bền vững trong tay, Alan cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon như một cậu bé. Và giờ sau 30 năm, Alan nhớ lại câu chuyện này, đứng trên vách hồ Cauldron Lake với chiếc clicker trong tay. Anh ta hít một hơi thật sâu và nhảy. Tâm trí tôi quay cuồng. Tôi đã đưa clicker cho Alice. Tuy nhiên, nó lại ở đây. Zane đã viết lên nó vào một trong câu chuyện mà chính tôi đã viết. Tôi có thể mang cô ấy trở về. Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Kết chất.
Here we go. Now we blasting off into the ozone. The way we kick it in the dojo is local for show. Though we paving the road, that's a pose of the dodo. Going over your head like a top hat. Stop that. I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about.